Vào ngày hôm qua mùng 8 tháng 2, người dân ở vùng Đông Bắc của Mỹ lại phải chống chọi với một cơn bão tuyết lớn vừa đổ bộ, dự báo một số khu vực tuyết rơi dày 60 cm. Khi những bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ vào chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 2, giới chức địa phương đã cảnh báo các lái xe tránh xa đường quốc lộ, đồng thời thông báo lệnh đóng cửa trường học và tòa án vào ngày hôm nay mùng 9 tháng 2. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo bão tuyết ở bang New York và phần lớn khu vực đông bắc của bang New England sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 10 tháng 2. Theo dự báo, tuyết không rơi nhanh và ít có nguy cơ lũ lụt ở các vùng ven biển. Tuy nhiên, cơn bão này có thể gây ra một số vấn đề đối với những người đi lại bằng phương tiện công cộng. Đồng thời, theo các nhà nghiên cứu, những hậu quả của cơn bão sẽ là thách thức rất lớn đối với chính quyền và người dân địa phương.